Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tuổi mậu ngọ có bản mệnh thiên thượng hỏa là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng họ là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện sẵn sàng giúp đỡ người khác sống hào phóng tuy nhiên nhược điểm là khá nóng tính tuy nhiên họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh họ cũng giống như ánh sáng mặt trời chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại nên họ luôn giúp đỡ phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư không hề toan tính lợi ích không hề tư lợi cá nhân trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi ngọ nói chung và mậu ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi mậu ngọ mệnh thiên thượng hòa tính cách hoạt bát, là quan yêu đời bản chất lương thiện họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ cũng rất công bằng và chính trực nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè họ vì bạn bè mà lăn xả khi gặp khó khăn bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan cô chú tuổi mậu ngọ có tinh thần trách nhiệm cao dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng tuy tính cách có phần nóng vội đôi lúc cũng mắc sai sót nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ Mậu dương thổ gặp ất âm mộng nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này những gia chủ tuổi mậu ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Xem tử vi tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 tháng 6 âm lịch năm 2021, tháng này vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc không được thuận lợi, như ý những người sinh năm 1978 cần cẩn trọng từng đường đi nước bước của mình bởi xung quanh nhiều tiểu nhân, chỉ chờ cô chú xa chân để chọc gậy bánh xe. Tài lộc tháng này kém nhiều, mức chi nhiều hơn thu. Cô chú cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó trong năm 2021, cô chú tuổi mậu ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy thầy gia các khuyên gia chủ tuổi mậu ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi mậu ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi mậu ngọ qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Nhất là các cô chú đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi cô chú tuổi Mậu Ngọ 2021 cho thấy tháng này xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình cô chú vẫn đều đều với những công việc thường ngày nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại tuy nhiên tháng này là cơ hội tốt để cô chú học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân cô chú sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay Tam hợp Quý nhân, dần ngọ tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với cô chú từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi mậu ngọ 1978, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền, nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn có nhiều chuyện cô chú không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra nhất là cô chú đang làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi mậu ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 6 âm lịch này, may mắn khá tốt cho tình yêu và mối quan hệ, cô chú có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn những ngôi sao tốt lành sẽ giúp cô chú mang lại kết quả tốt trong tình yêu nhưng đôi khi cô chú có thể có xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường nếu cô là một người phụ nữ đã có chồng cô có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không trung thủy và cuộc sống gia đình và có thể dễ dàng đi sai đường do đó cô phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định tử vi cô chú tuổi mậu ngọ 1978 từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình cô chú, cô chú thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng mình, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Đặc biệt cô chú tuổi mậu ngọ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất, năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh cô chú. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho cô chú. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch tuổi mậu ngọ sẽ có sức khỏe tốt tuy nhiên cô chú có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát cô chú sẽ phục hồi nhanh chóng miễn cô chú điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này cô chú vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực mọi thứ rồi sẽ tốt dần hãy đến gặp bác sĩ ngay khi cô chú cảm thấy bất ổn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh thoải mái cô chú tuổi mậu ngọ 1978 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú mậu ngọ 1978. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi mậu ngọ, Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng ất mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng mùi lục hợp ngọ tam hợp Mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất kiệt sửu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý những ngày sau thứ nhất là ngày âm lịch 6 tháng 6 năm 2021, tức ngày 15 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là giáp tý. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 5 năm 2021, tức ngày 27 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính tý. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi mậu ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi mậu ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 1 tháng 6 năm 2021, tức ngày 10 tháng 7 năm 2020 dương lịch có nạp giáp là kỷ mùi, có nạp âm là thiên thượng hỏa thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 6 năm 2021, tức ngày 22 tháng 7 năm 2020 dương lịch có nạp giáp là tân mùi, có nạp âm là lộ bàng thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 6 năm 2021, tức ngày 3 tháng 8 năm 2020 dương lịch có nạp giáp là quý mùi, có nạp âm là dương liễu mộc. Quý vị thân mến trên đây Minh Dường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi mậu ngọ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cắt để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.